Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối BOC Siemens với VBox. Thì để kết nối BOC với VBox thì các bạn cần lưu ý cho mình các điều này. Đầu tiên đó là địa chỉ IP của BOC. Ở đây mình đã xét sẵn địa chỉ BOC là .1.3. Tiếp theo á là các bạn vào Property kiểm tra là trong một Protect thì đã tắt cái chức năng bảo vệ đi chưa. Đó là điều thứ hai, và điều quan trọng thứ ba đó là để đọc dữ liệu lên từ cái khối data log thì các bạn click chuột phải vào khối đó, chọn property ở mục attribute, các bạn click tắt đi cái mục optimize block access này thì lúc đó bạn cũng có thể đọc lên dữ liệu của cái khối data log này. Và bây giờ mình sẽ thiết lập bên VBox để kết nối với BOC. Các bạn vào trang vietnamiot.com. Ở đây mình đã đăng nhập sẵn tài khoản Viking Việt Nam. Chọn vào VBox. Chọn vào VBox của mình đang sử dụng. Các bạn chọn vào mục config. Communication, chọn Add. Mình đang kết nối BOC với VBox của mình qua cổng Ethernet ở một device type thì các bạn chọn vào Siemens. Driver là Siemens S7102 và mình sẽ thiết lập lại địa chỉ IP cho nó. Đối với các bộ khác thì các bạn để như mặc định, OK. Và bây giờ mình sẽ thử đọc lên một dữ liệu từ BOC. Như ở đây mình đã viết một chương trình cơ bản. Mình sẽ gọi online nó lên. Như các bạn có thể thấy, mình đang để một sum log một hệt vào ngẫu ra v0.0. Bây giờ mình sẽ đọc v0.0 lên. Connection thì các bạn chọn Ethernet v0.0. Mình sẽ không thay đổi gì. Đây, các bạn có thể thấy ngẫu ra v0.0 đang on off theo sum log một hệt. Mình cũng có chọn lấy một cái sum log để cho bộ đếm lên. Bây giờ mình sẽ đọc giá trị của bộ đếm lên này. Thì hiện tại bộ đếm lên này đang là khối DB1 và giá trị hiện tại là ở, hình như mình lúc nãy mình đã tắt đi cái, mình chưa tắt đi cái optimize log access này thì các bạn có thể thấy nó không có cái offset ngay đây. Bây giờ mình sẽ thử tắt. Lúc này nó sẽ hiện cái offset này. Các bạn compile lại chương trình. Sau đó download xuống. Mình sẽ monitor lên. Đây, hiện tại giá trị của nó đang là 6. 7. Offset, các bạn có lấy là đây là khối DB1. Và đây offset của nó là 4. Thì các bạn tiến hành vào đây. Chọn BV. Work rate DB. Thì đối với cách đọc của DB như sau: 4 số đầu là số thứ tự của khối DB, thì đang mình đọc anh DB1 anh sẽ là 1 2 sẽ là 1 2 3 1
và offset 4. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn OK. Thì các bạn có thấy mình đã đọc được lượng giá trị hiện tại của counter up. Đây. Đối với cái khối DB khác thì cũng tương tự như vậy. Các bạn kiểm tra thì nó đã tắt đi cái access, lock access này chưa. Hiện tại mình đã tắt sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành write xuống giá trị cho khối này. Mình sẽ monitor nó lên. Đây, hiện tại giá trị của nó là 0. Đây là khối DB2. Mình sẽ đọc DB2 lên. Value 1. DB2 mình sẽ chọn word address. DB2 thì các bạn sẽ nhập là 0002. Offset 0 là 1, 2, 3, 4. Các bạn OK. Thì các bạn thấy giá trị của này là 0. Mình sẽ thử write xuống 5. Đây các bạn thấy mình đã write xuống thành công. Mình sẽ write ngược lại từ VBox xuống BOC 50. Đây hệ thông báo này có nghĩa là write thành công. Đây các bạn thấy thì 50. Đối với giá trị integer thì các bạn sẽ chọn là word address. Còn đối với giá trị real hoặc là float thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây. Real. Bạn cộng ba lại chương trình. Để đọc lên giá trị real của value 3 này thì các bạn lưu ý cho mình điều này. Đầu tiên á, mình sẽ chọn là double word address, chọn DB và ở một data format này các bạn chọn vào một 32 bit float thì lúc này thì các bạn có thể đọc lên giá trị của nó. Hình như mình chưa set cái giá trị này. 1, 2, 3 offset 4, đúng rồi, 32 bit plus. OK rồi, thì chấm xanh như vậy có nghĩa là đọc lên thành công. Đây mình đã đọc lên thành công. Các bạn thấy thì số này không có dấu phẩy đằng sau, mình sẽ thiết lập ở đây sau dấu phẩy hai số. OK. Này 50,00. Bây giờ mình thử write về từ góc lại BOC. Mình sẽ write giá trị 22.2. Đây. Đây, mình đã đọc thành công. Như các bạn thấy mình đang để M0 để reset cái counter này. Mình sẽ đọc M0 lên và thử reset cái counter. Mình chọn bit M0.1. OK. Bạn có thấy là giá trị hiện tại của cái counter up này là 206. Bây giờ mình sẽ reset nó. Đây, counter đã về 0. Thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách kết nối BOC
Siemens F71-2 với Vivox. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.